Happy birthday. Chào mọi người. Chào mọi người. Ngày mai là sinh nhật của Nhi. Mà bây giờ đang dịch bệnh cho nên là không có đi đâu được hết. Nhi sẽ quyết định sẽ làm một cái tiệc nhỏ ở nhà để mời bạn bè tới chơi. Bây giờ thì Nhi sẽ trang trí. Nhi sẽ thổi bong bóng trước. Cái này bơm sao chị? À đây. Được không? Được. Cái này là bơm bong bóng nhưng mà bây giờ mình phải bơm chữ bông. Trước. Bơm chữ. Ở đây. Được không? Đây 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 là đó. Không rồi. Được không? Cái này có bơm được không? Thổi. Cái này phải tự thổi rồi mẹ ơi, có mấy cái ống thổi. Vi dút. Ở có một cái ống thổi này. Con chỉ tao đi, tao lấy cho. Căng rồi đó. Ủa cái này là số 1. Chết mẹ căng. Cái đó là chữ Y. À cái này số 1. Đặt đụng mẹ. 18. Mở một cái cho chết cho rồi. 18. Ê thổi chữ cũng khá nhiều đấy. Chết rồi cái này con kỳ quá. Nhưng mà ngắn quá. Chết rồi cái này. Rồi. Khó quá khó quá. Mày tập sao vậy? Tập hẳn luôn. Đúng rồi. Chữ này là chữ gì? Chữ G. Chữ này không nó xèo xèo đúng không? Mềm eo vậy, tao hổ cứng ngắt rồi nè. Mày hổ gì mềm eo vậy? Được chưa? Ờ, con thấy hổ cứng nè, hổ nữa, cứng nữa. À, chắc phải làm liên tục quá. Trời ơi, cái này 50 cái là xỉu luôn. Chết mẹ. Rút từ từ ra rồi hả, bóp lại. Trời ơi, cuộc bơm cũng tương đối là chưa căng lắm. Sức khỏe ạ. Muốn lòi phèo luôn nè. Oh shit. Ôi là trời ơi. Khó được thiệt á. Nó ghét con lụm kìa. Ghét thì làm gì? Ghét thì cũng phải nằm im ở đây thôi.
to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chưa quay ớt mà được. Hello. Happy birthday. Happy birthday nhi. Bông. Happy birthday nhi. Hello, happy birthday!